말씀은 다니엘서 10장 12절 다니엘 말씀은 말씀은 다니엘서 10장 12절 다니엘서 말씀은 10장 11절 드디어 찾았답니다. 조심 같이 읽고 가겠습니다. 그 trong lòng của chúng ta thần ấy đừng nên sợ hãi chuyện gì. Luôn luôn lúc nào trong lòng của chúng con luôn luôn lúc nào cũng có Chúa Giêsu bên cạnh. Đừng nên sợ hãi vì người đã luôn luôn lúc nào trong lòng. Cho dù có chuyện gì con nói gì đi nữa, luôn luôn lúc nào những lộc tài sẽ đến với con. Amen. À, hồi tuần rồi tôi đi bên Nhật Bản. Nói chung là một tuần lễ ở bên Nhật Bản. Gặp đi Nhật Bản làm từ thiện đi, nhưng mà đối với từ thiện tôi cũng gặp rất là nhiều những cái điều phức tạp và những cái điều khó khăn đi. Không phải là mình nên tôi đi, là tất cả những người phong một chiên điều ca cùng nhau mà đi. Và đối với tôi nghĩ là chúng ta ở Hàn Quốc rất là may mắn, rất là tốt cho chúng ta đi. Và nói đúng không? Ở bên Nhật Bản cũng có là đó chính là tôn giáo. Nói đúng là khó đi. Người ta theo lực lại của ta rất là ngâm. Nó đúng, rất là tự hào đi. Không, con đường đi của người ta không bao giờ có rác rưởi, không bao giờ có bụi bặm, cũng không có một sự nó rất là kỹ lưỡng ở bên nước của Nhật Bản đi. Nói đúng, tôi từng rồi tôi đi qua bên Nhật Bản, tôi cũng nhìn rõ, tôi cũng học rất là nhiều những cái điều đó. Tại vì ở Nhật Bản rất là kỹ lưỡng cái nước Nhật Bản. Nếu mà tôi nghĩ gì, nếu mà Nhật Bản, nước Nhật Bản mà nếu mà tin tưởng Chúa Giêsu, tin tưởng Đạo Thiên Chúa, thì Nhật Bản sẽ thay đổi cái nước nó như thế nào. Tôi tưởng tượng như vậy. Là tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Này hiểu biết được là nước Nhật Bản nếu mà cũng rất là nhiều những cái dơ bản của lời quỷ yêu đi, nhưng mà những cái giữ quyền yêu đó mà nếu mà nước người Nhật Bản mà biết được suy nghĩ kỹ thì nói thật sự là nước của họ sẽ thay đổi rất là nhiều. Nghĩ là thật lòng nghĩ là những người nước Nhật Bản, những cái tâm thần tâm lý của họ rất là cứng rắn, nên bởi vì nước Nhật Bản nước gì giàu đi, nhưng mà người Nhật Bản lại khó khăn rất là nhiều. Và những sông là những nói đúng là nước gì giàu, nhưng mà con người của họ rất là đau đớn rất là nhiều đi. Mà rất là nhiều những người sẽ suy nghĩ là tại sao cuộc sống của họ lại khó khăn như vậy. Người sẽ nói là tấm lòng vì lòng của họ rất là đau đớn, những chứng bệnh đều đến đó, đau dòng cuộc sống, đau dòng tấm lòng, đau dòng gia đình, dòng họ, chuyện này chuyện kia. Đó là tâm thần và tấm lòng cả đó, cũng là tâm thần của chúng ta suy nghĩ nó sẽ nghĩ dẫn vào tấm lòng của mình và đau đớn trong cơ thể xác mình, rồi nên những người họ mới đi tìm kiếm những tôn giáo đạo. Nhiều người cũng suy nghĩ rất là nhiều tại sao những cái đó lại đến với tôi, mà họ những người họ lại không nghĩ ra được những cái đó từ đâu đến. Nhưng mà người Nhật Bản lại không hiểu một điều. Đó chính là hồn vía. Hồn vía con người phải sống, sống lại những hồn vía mà. Cái đó chỉ là bài ngoài và bên trong, nhưng mà thật sự trong hồn vía, trong cơ thể của họ, đó chính là quan trọng.
Họ nói đâu nhầm người sẽ người ta đi là lên núi hay là đi biển cả rồi người ta cầu nguyện xin giải đâu đó. Dừng ở ngang lại hiểu không hiểu được từ xác họ lại không giới của họ lại đâu đó. Cơ thể của họ, tấm lòng của họ lại đâu đó. Và tất cả những người họ đều là cơ chứ mà dốc láp. Rồi sau đó sẽ như thế nào đến với những người đó đây? Rồi từ từ sẽ làm đớn và đau đớn trong lòng và sẽ từ từ hành hạ và đầu óc. À, đó là con người của chúng ta phải chịu lãnh như vậy. Và đó chúng ta là quan trọng nhất. Rồi chúng ta phải qua bên nước của Nhật Bản. Rồi chúng ta phải... Tôi mới suy nghĩ lại là những người đó phải cần tới. Đó chính là độc tài của Chúa Trời đưa ra. Chúa Giê-xu sẽ đến với những người họ. Tại sao biết không? Tại vì mình khi mình đã ra đời, mình đã bị dướng vào giữa quỷ yêu này rồi. Rồi sau đó chúng ta không nghe lại những lời của sự tương giáo của Chúa được đưa ra. Rồi chúng ta đã đánh mất những cuộc sống của chúng ta. Nên chúng ta phải đến với Chúa Giê-xu. Nên chúng ta phải hiểu được ba điều đó mà chúng ta phải sống hoàn cảnh như thế nào. Bữa nay bài tập tương lai mình là gì? Bữa nay tặng né bài số 10 và bài 12 đó tương lai mình là gì? Nó đúng không? Tưởng tượng như người thằng né trong sự tích của đạo Thiên Chúa, người tìm lái ngài thằng né cái người đó ngày nào cũng cầu nguyện. Vì đó chúng ta quan trọng nhất cái tương lai mình phải tìm như thế nào, mình phải quan trọng như thế nào. Cho dù chúng ta có ví dụ như chúng ta làm gì chúng ta bị thất bại hay là làm gì chúng ta bị không làm đúng đi, chúng ta đừng nghĩ như vậy. Nói tương lai của chúng ta cũng như thử thách, đem ra thử thách một cuộc chơi nào đó thì chúng ta sẽ bị không được bình thường, không được những người bình thường. Ngoài hơn nữa, cái thử thách của chúng ta từ từ rồi sự bị quỷ yêu này nó sẽ đem ra làm trò chơi đi. Nó sẽ hành hạ chúng ta. Nó nghĩ sâu vào, nó chỉ nghĩ mình nên chúng ta, nó sẽ hành hạ chúng ta. Nó chỉ nghĩ. Tại sao chúng ta không có khi nào mà chúng ta lại hoàn thành được? Chúng ta sống trên đài không có nào tự do, không có nào thoải mái được. Vì đó tại sao biết không? Nó là quỷ yêu này, nó đang dầm dọt, nó đang ghi nhật, nó đang lợi dụng chúng ta. Nó chỉ nhắm vào chúng ta thôi, nhắm vào ta thôi. Sao? Rồi nó sẽ nhắm vào ta, rồi nó sẽ hành hạ những người bên xung quanh chúng ta. Rồi để những nhầm người không có nghĩ vào đó, nên luôn luôn lúc nào cũng nghĩ về tự sát hay là nghĩ vào chuyện này chuyện kia. Rồi sẽ làm hành hạ, nó sẽ làm những thất vọng của chúng ta sẽ làm cho những người khác không tin tưởng mình nữa. Chúng ta không bao giờ thành công được. Chúng ta sẽ nhìn vào người đó, cái người đó rất là muốn cần đến chúng ta giúp đỡ. Nhìn họ không có chuyện gì hết. Không biết vì sao, sau này biết được và người đó đã bị dướng tâm thần, bị bệnh tâm lý. Nhìn thấy người ta bên ngoài không có chuyện gì hết. Rồi nhầm đột ngột và muốn tự sát. Mình nhìn, ví dụ như bữa nay mình gặp người này, mình thấy người ta không có chuyện gì. Nhưng mà qua bữa sau người đó lại tự sát. Con người không ai biết trước được sau này, không biết ai biết trước được tương lai của họ. Tại sao con người lại không muốn sống? Mà đó luôn, chúng ta chỉ sống vào tư cách của chúng ta, sống vào thử thách của chúng ta, sống vào vị trí của chúng ta, sống về tiền, vì đồng tiền hay là vì của hay là gì này, hay là vì chúng ta, vì bản thân của chúng ta.
Và bởi vì chúng ta sẽ sống vào cuộc sống sẽ đối với chúng ta không đúng theo cái cuộc sống mình, không sống tương lai mình. Cuộc sống về tham lam, sống vào tham dục, vào đồng tiền, vào tương lai lại lọc. Không cần những người nào đến hết, không cần những người nào giúp đỡ hết. Còn nhìn những người đó, thấy người đó, ta là giỏi nhất, ta là hoàng vua hay lớn nhất. Rất là chúng ta sống không sống điều cái tương lai mình rất là bỏ đi, không còn gì nữa. Còn điều quan trọng nhất là những người đi vô nhà thờ cũng sống vào hoàn cảnh như vậy. Nè, hai nó nhà thờ, đó chính là hai nó nhà thờ, những người thầy ở trong, những người con nhà trong nhà thờ cũng vậy, giống như đừng nên sống như vậy. Đó chính là hai nó nhà thờ của chúng ta. Đừng nên sống như vậy, chúng ta đừng nên bị dướng như vậy. Cho dù có thất bại đi nữa, chúng ta đừng nên như vậy bỏ hết, đừng có đi làm sai nữa. Bữa nay bài hai điều, ba điều của chúng ta đọc, đó là chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, hồi tôi đi nhà, đi bên Trung Nhật Bản cũng vậy, móc sáng niệm cũng có, dưới móc sáng niệm cũng nói là hãy làm cách nào chúng ta phải làm cho hoàn thành được cái đó. Chúng ta phải làm gì đấy? Bài 1, chúng ta sẽ nghe những lời Chúa dạy. Hãy chăm chú vào những là chú chỉ dẫn. Có tất cả mấy chị rất là nhiều người, chúng ta có người người ta rất là nhiều, nhưng mà chúng ta nói chuyện hay là trò chuyện gì cũng vậy. Nhưng mà hồi xưa Chúa Trời, hồi xưa Chúa Trời đã tạo thành trên trái đất, trên vũ trụ này, chỉ nói thôi, những lời nói của Chúa Trời là tất cả trên vũ trụ đã có ánh sáng rồi. Nhưng mà Chúa Trời đã đến với tấm lòng của chúng ta. Nói đúng không? Chúa Trời đã đến với chúng ta, yêu cầu chúng ta nói chuyện gì đi nữa cũng có một cái sức mạnh của chúng ta. Đó là con người của chúng ta. Chúa Trời đã tạo con người của chúng ta có một cái khả năng như vậy thôi. Thí dụ như chúng ta có làm gì hay là chúng ta chỉ nói chơi thôi, chết là chết đi, nhưng mà thật sự chết thiệt. Đó là không phải là mình nói thoảng qua gì, cái đó là cái từ tâm lý của mình nói là do Chúa Trời tạo ra như vậy. Nên bởi vì cuộc sống trong tấm lòng của mình, trong lời nói mình là mình phải đem Chúa vào lòng và đem Chúa Giêsu, câu chuyện của Chúa Giêsu vào em lòng mình. Siêu bài 109. Bài 109. Bài 109 rồi, kiếm được sẽ đọc thế. Chúa ơi, người đã đến trong đời, ý tấm lòng của Chúa, lại nói của Chúa, người đã cho chỉ dạy, người đã chỉ dạy chúng ta rồi. Siêu phương 11 cho dù có chuyện gì, Chúa đã đến trong lòng của chúng con, Chúa đã chỉ dạy cho chúng con, chúng con sẽ tin được. Đó chính là tấm lòng của chúng con, đã tin người. Ở đó tấm lòng của chúng ta sẽ nghe những lời Chúa Giêsu chỉ dẫn. Bài 13. Chúa ơi, đi tương lai của Chúa, những lời nói của Chúa sẽ cho hết cho chúng con. Những lời nói của con ra là những cái sức mạnh đến với con. Rồi bài 100. Một trăm năm. Chúa ơi, đã chỉ dạy cho chúng con, cho dù có chuyện gì thì nữa, Chúa đã chỉ dạy chúng con rồi.
hơn gì đi. Chúa đã chỉ dạy chúng ta những cái điều nói rất là quan trọng. Những lời nói của Chúa Cha là gì? Nhà đó chúng ta, đó chúng từ đầu óc và từ tấm lòng của mình sẽ đi sau giờ, sẽ nhớ vào Chúa Cha. Và chúng ta sẽ đi con đường đi vì Chúa Cha sẽ luôn luôn là những lời của Chúa. Chúng ta sẽ tâm chú vào những các câu nói Chúa đưa ra. Và đó chứ tương lai của chúng ta sẽ thay đổi được. Và giống như thằng Nguyễn Si đã có nói một lần. Đó là thằng Nguyễn Si mới trò chuyện với Chúa và tâm sự với các cả những người dân của họ, của ông ta là đó là ta đi đâu làm gì. Nhưng mà lời nói của Chúa Trời đưa ra ta sẽ luôn giữ trong lòng và giữ trong đầu óc của chúng ta. Ta sẽ thành công hết những cái khó khăn của ta. Ta sẽ đánh đuổi ra. Nên bởi vì chúng ta đừng có nên không có dùng được những cái điều đó, đừng nên dùng tới. Chúng ta sẽ làm cách nào mà đánh đuổi với cuộc sống mình, với tương lai mình cho những quỷ yêu này. Quan trọng nhất đó chính là những mấy bà mẹ hay là mấy bà thím. Và nói đúng rồi, những mấy bà thím nào nếu mà có gần gũi, có tâm sự, bạn bè, có gặp nhau mà nói gì, hãy nói vào Chúa Trời, nói vào Chúa Giê-xu. Và bài 2, đó là bài cầu nguyện của chúng ta là 24 tiếng đồng hồ, đó chính là lời cầu nguyện. Ở đó những suy nghĩ của chúng ta sẽ lên ra là thành lời nói của lời cầu của Chúa Trời. Chúng ta sẽ chăm chú vào chuyện gì đấy? Philippians 7 số 4. Philippians 7 số 4. Bài số 4 và bài số 7. Và hai bài. Không có chuyện gì, đừng có lo lắng chuyện gì. Nhưng mà đừng có lo chuyện gì, hãy cầu nguyện là được. Những cái lo lắng đó giao hết cho Chúa Trời. Ngày nào chúng ta cũng đưa Chúa đến. Nhưng những cái điều khó khăn đó sẽ không bao giờ đến với mình nữa. Tại vì Chúa đã đến với trong lòng luôn luôn lúc nào. Chúng ta cũng thoải mái, không có lo lắng chuyện gì hết. Chúa Giê-xu đã đến với trong lòng chúng ta. Và Chúa Giê-xu sẽ tôn trọng những cái lời nói mình cho Chúa Giê-xu biết. Làm cách nào? Những cái con đường đi khó khăn, người đã luôn luôn lúc nào bên cạnh mình là người sẽ giúp đỡ cho mình và người sẽ không đỡ cho mình. Đó chính là 24 tiếng đồng hồ của chúng ta, những cái điều gì hay là 24 tiếng đồng hồ xảy ra chuyện gì đến, người sẽ bên cạnh chúng ta mà người sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Mấy gì? Cái suy nghĩ của mình đừng nên cũng có người ta suy nghĩ sẽ không bao giờ dừng lại được. Nhưng mà những cái suy nghĩ nó sẽ đi dài, sẽ làm hoài. Nên không có suy nghĩ của chúng ta không có dừng lại được. Bởi vì cái suy nghĩ đó phải quan trọng nhất cho chúng ta là phải suy nghĩ chuyện gì đây. Cái suy nghĩ của chúng ta rất là sợ hãi. Ngày nào cũng suy nghĩ tiền, làm cách nào thành công, làm cách nào làm những cái suy nghĩ đó luôn luôn lúc nào cũng hành hạ cái tâm thế tâm thần của mình không có dừng lại được. Và bởi vì cái suy nghĩ đó chúng ta thay đổi, chúng ta sẽ đổi qua thành cộng nguyện. Bởi vì chúng ta sẽ thay đổi thành cầu nguyện và 24 tiếng đồng hồ đó sẽ thử hồng thánh của Chúa Trời sẽ đến với chúng ta, sẽ giúp ta sẽ cho chúng ta những con đường mới. Nói có tương lai của chúng ta phải đi con đường dài, ý có con đường dài đó chúng ta sẽ thay đổi như thế nào. Bởi vì Giê-xu cũng đau đầu vì chúng ta. Vừa nói Giê-xu-ni-ên không phải là ông ta đâu có ở không đâu, nhưng mà ông ta cũng luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ. Bởi vì chúng ta làm cái nào phải vô bởi Chúa mới vô phòng, luôn luôn lúc nào suy nghĩ cũng tính trẻ lực suy nghĩ rõ là con đường đi của chúng ta đúng hay là sai không. Đừng có nên hay là những người khác sẽ làm phiền gì người, không phải như vậy. Vậy cái người đó chúng ta phải gặp ai đây? Đó chúng ta phải gặp
Chúa Giêsu. Tại sao chúng ta phải vô một cái phòng ở không gì? Hãy tăng ở các phòng đó tưởng tượng như là cúng sự tích của Đạo Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta phải tập trung lòng lại mà chúng ta cầu nguyện. Bởi vì nếu mà chúng ta phải cầu nguyện thì chúng ta phải vô riêng tư một cái phòng riêng của chúng ta. Tại vì Chúa Trời đang đợi chúng ta trong phòng. Dạ. Làm thế nào để Chúa Giêsu cầu nguyện vậy? Chúng ta phải trèo lên núi. Chúng ta tại sao chúng ta phải leo trên núi mà cầu nguyện? Tại vì trên núi không khí rất là tốt. Rồi sau đó yên tĩnh. Không có ai hết. Vậy chúng ta mới tâm chú vào người được. Rồi chúng ta sẽ đi qua ra ngoài biển cả. Tại sao chúng ta phải làm gì? Bởi vì thật sự đối với chúng ta Chúa và chúng ta hai người thôi, không cần ai hết. Chúng ta phải tìm kiếm được cái những cái điều mà chúng ta phải tâm sự với Chúa. Một, không có, chúng ta phải làm cách nào đặng cho có. Nếu không được thì chúng ta sẽ tìm đến nhà thờ, hay là chúng ta sẽ đi ra xuống nhà ga kiếm nhà thờ, đi kiếm chỗ nào đó yên tĩnh mà chúng ta cứ cầu nguyện. Tại sao lại muốn vậy? Tại vì Chúa Trời với chúng ta ngoài ra không cần ai hết, đó chính là hai người thôi. Như vậy đó. Nếu không làm như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ sống được trên trần gian này, không bao giờ sống được trên thế gian này. Bởi vì mới nói là 24 tiếng đồng hồ phải cầu nguyện như vậy. Họ nói đúng không? Tôi đi qua Nhật Bản thì tôi mới biết được cảm giác là ở bên Nhật Bản, là ở khu vực đó, khu vực Nhật Bản là ngay cái chỗ xóm nhà Nhật Bản đó, là cái người đó là đó chính là ác hành mà quý cũng như là quỷ yêu này rất là nhiều, nên mới hành hạ những người Nhật Bản như vậy. Nên những người Nhật Bản, cái nước gì già mà con người là người dân là nhất Nhật Bản lại đau đớn, lại khó khăn, sống hoàn cảnh khó khăn. Tại vì họ đã đánh bắt đi tâm lý của mình, đánh bắt đi những lời nói của Chúa Trời rồi. Bởi vì chúng ta phải tìm hiểu, tìm kiếm cho rõ là bài ba. Chúng ta phải làm gì cho Chúa Trời? Những công việc của chúng ta, Chúa Trời đưa ra chúng ta phải là nhất làm cho người và gũ đạo và đi ra những nước khác và làm gũ những người nước, những người đạo cũng là đi qua những tuần quốc gia nước khác, và chúng ta làm gì cho Thiên Chúa? Sa Tô Hình Nhân bài số 2. Bài số Hình Nhân bài 13. Dạ bà. Cho dù hãy đi bộ, Chúa Giêsu đã đến với chúng ta. Ngài là Chúa là ở trong lòng của mình. Hãy nhìn vào Chúa Trời. Chúa đã cho sinh mạng của chúng con, cho người đã cho sinh mạng của con cho tất cả trên này. Đó chính là Bảo, người Bảo đã tâm sự. Tại sinh mạng của Bảo là do Chúa Trời cho. Nên người Bảo này đã hiểu được lộc tài của Chúa, là đã hiểu được thử tích của Chúa Trời. Cho dù chết đi nữa cũng không bao giờ sợ, có bỏ mạng đi nữa cũng không bao giờ sợ. Nhưng mà người Bảo này đã có một cùng nhau mà đó chính là người học sinh, học trò của người Bảo đi cùng nhau nhiều khó khăn, nhiều quan cực, rồi nhiều những cái điều đó cùng nhau mà đi với người Phảo đó, đều thấy Phảo đều bị xảy ra những khó khăn bỏ mạng gì đó, nên người đó rất là học rất là nhiều những cái khó khăn. Bởi vậy đối với chúng con, đối với ta, đối với con, Chúa Giêsu đã trong lòng, cho dù bất cứ
hay là tất cả những người đó có hành hạ ta cấp máy đi nữa, ta cũng không bao giờ sợ. Cho dù có chuyện gì hay là những người nào có làm gì ta nữa, ta cũng không bao giờ sợ hãi chuyện gì. Ta luôn luôn lúc nào cũng cảm ơn Chúa. Nên cái người đi theo người Phảo, người đó cũng học theo những cái tính cách của người Phảo, tôn trọng Chúa Giêsu, cho dù có bỏ mạng đi nữa cũng không bao giờ sợ hãi. Mấy vị bỏ mạng là gì? Sợ không bao giờ bỏ. Họ nói đúng không? Chúa Giêsu vì chúng ta nên người đã chết đi, nhưng người đã sống lại cũng giống như hệt như vậy. Chúng ta cũng vì Chúa Giêsu có chết đi nữa chúng ta cũng không bao giờ sợ hãi được. Mà đối với chúng ta, nếu mà chúng ta sống trên đời này, chúng ta vì Chúa Giêsu mà có ai có đưa dao vô cổ mình vì Chúa Giêsu mình cũng chịu bỏ mạng mày, không bao giờ được. Đó là trên đời, trên vũ trụ, trên trái đất này là do Chúa Giêsu cho chúng ta. Đó là ăn uống, những công chuyện hay những cái điều gì của chúng ta đều là do Chúa Giêsu trao cho hết. Mà bài mới nói cũng là chúng ta phải làm, mới bỏ mặc bỏ xác, phải làm chuyện gì ra cho Chúa Giêsu, chúng ta không còn sợ hãi chuyện gì. Mấy vị, thời gian của mấy vị đang ở đâu? Mấy vị, thời gian của mấy vị đang hiện tại đang chạy công việc của Chúa Trời được đâu? Hay là thí dụ như 50% là mấy vị chỉ đưa cho Chúa Giêsu rồi? Tại vì mấy vị chưa có bỏ hết mạng vô cho Chúa Giêsu. Vì tại vì mấy vị chưa có giao mạng mình cho người, nên chúng ta sẽ không bao giờ tìm đến được cái những cuộc sống của mình, riêng tư mình. Thì bởi vì cuộc sống đó chúng ta phải giao hết cho Chúa Giêsu, cho người, cho không còn sợ hãi gì người. Đó chính là ba điều chúng ta phải lựa chọn. Đó chính là đầu óc và trong ấp chúng ta, trong lòng của chúng ta, trong miệng của ta, chúng ta phải đưa ra đặng cho những người khác biết rõ. Bởi vì tối những cái tất cả đó chúng ta phải giao hết cho đầu óc chúng ta, giao hết tâm lý của chúng ta, và chúng ta mới mặn dãn lên, chúng ta mới giao hết cho người được. Thời gian của chúng ta, trong thời gian của chúng ta sẽ giao hết cho người, chúng ta không cần sợ hãi. Chúng ta phải quyết định. Bài cuối. Quyết định là gì? Quyết định chỉ có một từ thôi. Một chữ một thôi. Quyết định là gì? Cái quyết định mình làm sao? Chúng ta cũng không được bỏ hết cuộc. Phải quyết định cho gõ gàng. Con người của ta có hồn dí. Rất là nhiều những cái điều đó, chúng ta chỉ nắm một. Như vậy đó. Cái đó là gì biết không? Không bao giờ quên, sẽ không hết, sẽ đi hoài. Cũng giống y hệt như cái đường nói, chúng ta phải quyết định. Cũng giống y hệt như những cái lời nói đó. Chúng ta không bao giờ, tại con người của chúng ta không bao giờ, cũng không bao giờ hết được, cũng không bao giờ đứng lại được, chúng ta sẽ đi hoài. Không to là chúng ta phải, thí dụ như một cái cây ầm, một cái cọng dây mà chúng ta chặt ngang đó là đứt gầm hai đó. Bởi vì chúng ta phải làm gì cho rồi, cho hoàn thành, chứ không được bỏ cuộc nữa chừng. Muốn nói gì đây? Tôi muốn nói là chặt cái gì hay là làm gì đấy? Hay là thời gian qua chúng ta làm cái điều đó mà chúng ta đã bỏ hết cái điều đó? Không phải vậy. Chúng ta phải chặt rồi, chúng ta phải làm cho được, cho hoàn thành. Đừng nên làm nửa chừng mà bỏ cuộc đi. Những vướng bận của chúng ta, những cái xung quanh của chúng ta gai bẩm, chúng ta phải chặt hết, bỏ hết những cái gai gẫm đó, những cái vướng bận đó. Bởi vì chúng ta phải hoàn thành, lựa chọn cho đúng đắn con đường mình đi. Phải vì chúng ta phải chăm chú những lời nói của Chúa được ạ. Chúng ta phải chăm chú cho kỹ lưỡng. Cầu nguyện. Chúa Giêsu,
Chúa Giêsu xin cảm ơn các nhiều. Chúa Giêsu xin cảm ơn các nhiều. Chúa là một thánh trong lòng của con. Trên thế giới Chúa đã chỉ dạy cho chúng con rất là nhiều. Vì những lục thầy, những tôn giáo của Chúa Giêsu Christ tôi đưa ra, chúng con phải làm gì để giúp đỡ cho những tôn giáo khác, nhà những ngoài nước, tôn giáo nước khác, phải làm cách nào để giúp đỡ cho quốc gia nước khác. Chúa là chỉ dạy con đường đi của chúng con. Và quan trọng nhất, Chúa đã cho những lộc tài, những từ thiện của Chúa Giêsu đưa ra. Chúa đã chỉ dạy cho chúng con. Hai trăm ba mươi bảy những quốc gia khác, Chúa đã dạy chỉ con đường của chúng con phải làm cách nào giúp đỡ con ở tương lai và dao động của con, những công việc riêng tư của con. Con sẽ dời hết cho Chúa, xin Chúa hãy chỉ dạy giúp. Xin cảm ơn Chúa Giêsu. Xin cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa đã đến trong lòng của chúng con, Chúa đã chỉ dạy cho chúng con. Có tất cả những khó khăn, chúng con sẽ giải hết cho Chúa. Chúa đã chỉ dạy cho con dù có khó khăn gì. Bất cứ lúc nào Chúa cũng đã đến trong lòng của chúng con, những tốt và những đầu óc, những tấm lòng và những quốc gia, những mọi người quốc gia khác. Xin Chúa hãy yêu thương chúng. Xin cảm ơn rất nhiều. Amen.